Mới đây, Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã vừa triệt phá ổ cờ bạc núp bóng khu vui chơi giải trí số 2628 Tản Đà, phường 10, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh do Lưu Wen, 30 tuổi, người Trung Quốc quản lý. Vào thời điểm kiểm tra, tại ổ bạc có 6 nhân viên phục vụ việc đổi thẻ thành tiền cho khách chơi. Công an còn thu giữ lượng lớn tang vật là tiền mặt và 6 máy đánh bạc gồm các chủng loại như máy roulette, máy bắn cá, bắn thú, máy điện tử baccarat. Về tệ nạn casino giữa Sài Gòn, chỉ huy đội cảnh sát hình sự của một số quận cũng xác nhận rằng theo hồ sơ trinh sát có nguồn tin về một nhóm người đứng phía sau các ổ bạc nói trên. Họ tổ chức điều hành rất bài bản, từ việc cung cấp thiết bị, máy đánh bạc cho đến khâu huấn luyện nhân viên sử dụng một cách thành thạo để hướng dẫn con bạc tham gia. Từ khi các con bạc Việt Nam giảm hẳn qua Campuchia đánh bạc, thì nhóm người này tổ chức casino giống như ở Campuchia để dễ dàng lôi kéo con bạc tham gia sát phạt. Mỗi ổ bạc thu lợi hàng trăm triệu đồng bất chính mỗi ngày.